Dạ, em Lê Hô, tôi ở Dương xin kính chào toàn thể quý khách nhé. Chào anh Trương Nguyễn này. Chúc khách hàng nhà mình có một buổi trưa thật là có bữa cơm ngon miệng bên gia đình này. Chào anh Trần Ninh. Và cũng chúc khách hàng nhà mình có một cái cuối tuần rồi. Bao nhiêu công việc mệt nhọc là trong tuần đã hết rồi, là kỳ nghỉ này là sẽ vui vẻ này, hạnh phúc bên gia đình nhé. Hôm nay thì em Hương lại về thêm được rất là nhiều dòng xe đang được chào bán bên em đây Hương, cũng như là xả cắt lỗ một số mẫu xe rất là xinh gái nhưng mà hơi vô duyên một tí, nên là em sẽ cả sắt cắt lỗ luôn nhé. Chào anh Trần Linh này, những khách hàng nào đang quan tâm về mẫu xe nào thì nhấc máy lên và alo cho em Lê Hương có hotline 0354602790. Số điện thoại thì em đã ghi ở đây rồi. Anh chị em nào, bác nào mà quan tâm thì cứ để lại số điện thoại cho em nhé. Em xin phép được ghi số điện thoại lên đây ạ. Mời cô bác nhà mình cùng xem livestream của em Hương, ủng hộ em Hương bằng nút like, nút chia sẻ cho em đi ạ. Em chào anh Kiên Trung, Trung Kiên này. Cảm ơn anh Dương Kết này. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em Lê Hương đi ạ. Rất là nhiều dòng xe luôn. Để lại số điện thoại cho em, số hotline em đã ghi ở đây rồi, 0354602790. Để được em Lê Hương tư vấn này. Bắt đầu lại công cuộc đi báo giá đây. Sáng ngày hôm nay thì rất là may mắn khi mà hai khách hàng đến bên em thì chốt hai chiếc xe i10 và đang làm thêm một chiếc xe Kia Morning số tự động nữa rồi. Trong buổi sáng ngày hôm nay là đã chốt 3 xe rồi. Mong rằng sau buổi livestream này đến chiều này em lại chốt 3 xe nữa là thôi, một ngày cứ chốt tầm 5 6 xe thôi. Vì cái tháng này là cái tháng cũng hơi lắng bức. Chào chị Thịnh nhá, lâu lắm mới gặp chị Thịnh đấy. Chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em. Còn bây giờ thì em cũng xin phép được quay sang cam sau để đi báo giá buổi báo giá ngày hôm nay nhé. Chào Hải Yến này. Khách hàng đang xem buổi báo giá của em Hương thì chia sẻ cho em Lê Hương lên ạ. Cho em một nút like và một nút chia sẻ lên trang cá nhân mọi nhóm giúp em nhé. Chào anh Lê Tiến nào. Chia sẻ mạnh mẽ lên cho em đi nào. Cảm ơn rất là cả khách hàng này vì sự ủng hộ cũng như là quan tâm khách hàng nhà mình, nên sáng nay em đã chốt 3 xe rồi. Một chiếc xe i10 về Bắc Linh, một chiếc xe về Hải Dương luôn, và một chiếc xe nữa đang về Phú Thọ rồi. Một chiếc xe Kia Morning số tự động hơn 200 triệu thôi ở Phú Thọ rồi. Chào em gái, hôm nay khỏi hẳn rồi, hôm qua lại được sắp đôi. Đúng rồi anh ạ, hôm qua sắp đôi rất là vui luôn. Một bác Nghệ An ra ủng hộ em Hương, nhất định phải là em Hương cơ. Chào anh Nường Sao này, chào anh Trần Trọng Lích nhé. Còn bây giờ thì em Hương xin phép được quay sang cam sau để đi báo giá buổi báo giá ngày hôm nay. Anh Nường Sao này, em thấy mới thấy vào xem livestream của em Hương đúng không ạ? Anh đừng tiếc cho em xin một nút chia sẻ này, và cũng như là một nút đăng ký kênh nhé, để là sau anh em mình lại có cuộc trò chuyện nói chuyện cùng nhau anh Đường Sao nhé. Chào bác Hà Nhung này, chia sẻ cho em Lê Hương mạnh mẽ lên các bác nhé. Hôm nay em về rất là nhiều xe. Wow, Hải Dương này, thời gian buổi trưa, trong khi các cô dì chú bác chị em là say giấc lồng trong điều hòa mát lạnh rồi, thì vẫn có một cô gái này chùm áo nắng chùm áo mưa đi livestream đây. Chào bác Hà Nhung này. Hôm nay thì em sẽ quay luôn trực tiếp những dòng xe với cái cửa tiền trên 200 một chút để khách hàng nhà mình có xe đi tránh mưa tránh nắng nhé. Chào bác Đoàn Thị Lan Anh này. Hôm nay thì em lên sóng một chiếc xe Kia Morning biển Thủ Đô Hà Nội nước sơn màu bạc đẹp. Chiếc xe Morning được sản xuất năm 2009 và là bản nhập khẩu này. Động cơ trang bị là 1.0 số tự động đẹp. Giá chào bán chỉ có 225 triệu thôi. Số tự động mà chỉ có 225 triệu có xe Kia Morning đi rồi. Lắng như thế này mà được đi ô tô ngồi trong điều hòa mát lạnh là vợ con đỡ vất vả rồi các bác ạ. Chị em phụ nữ nhà mình đi chiếc xe này rất là ok luôn, vì là số tự động bằng B1, B2 đều có thể đi được nhé. Lên cho em là La Răng Hoa Mai, 225 triệu, đời 2009, nhập khẩu, số tự động đây ạ. Sơn vỏ rất là cứng cáp, máy số thì ngon luôn. Bên trong có cả đầy đủ cho em như là sấy sưởi ghế này, sấy sưởi kính này, sấy sưởi ghế đầy đủ có luôn. Số tự động rất là dễ đi và nhàn nhé. 225 triệu cho chiếc xe Kia Morning đây ạ. Đừng quên những lượt chia sẻ nào. Anh Lường Sao, bác Lạt Anh ơi, bác Trung Nguyễn, bác Văn Tuấn ơi, chia sẻ cho em Lê Hương đi ạ. Bên đây thì em còn có một siêu phẩm i10 nữa. i10 đời 2014, số tự động, bản này là bản đủ, nhập ấn 1.0, biển 34 bánh đậu xanh. Em Hương đang bán là 295 triệu. Trong buổi livestream ngày hôm nay cắt luôn em này 10 triệu đồng trên livestream, còn 285 triệu. Chào anh Nam này, lâu lắm mới gặp anh Nam này. Anh Nam, anh Trần Trọng Nick ơi, chia sẻ cho em Lê Hương đi ạ. Các bác nhìn thấy không, lắng không ạ? Phải đeo tất này, phải đi áo dài ra livestream đây này. 295 triệu, còn 285 triệu trong buổi báo giá ngày hôm nay.
cho chiếc xe i10 đời 2014 số tự động bản nhập ấn. Bác nào mà ở Hải Dương thì là tiện hơn là sẽ là cùng tỉnh này, mà không ở Hải Dương thì em sẽ rút hồ sơ. Cái khó khăn nhất là rút hồ sơ thì em sẽ rút bao rút hồ sơ luôn 285 triệu thôi, bớt luôn 10 triệu đồng. Giá thực chất của em nó là 295 triệu. Đề lỗ thông minh, màn hình giải trí, cam lùi, cam hành trình đầy đủ cho em rồi. Full option hết rồi, không thiếu một cái gì. Mâm đẹp phanh ABS, xi nhan trên gương, nút mở một trạm thông minh trên cánh cửa, dàn ghế thì gọi là chất nừ luôn ạ. Màn hình Android cực lớn cho em nhé, xem nhạc, ca nhạc, xem phim. Đây ạ, cam lùi, cam hành trình và 4 mắt cảm biến đầy đủ cho em. 295 còn 285 triệu trong buổi báo giá ngày hôm nay. Chào bác Xuân Cường, chào bác Lam, chào bác Phương Đức, chào bác Gia Hân này, chào bác Chí Linh Phan này. Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em Lê Hương đi ạ. Từ từ đã, em phải vào lấy cái ô em che điện thoại, không nó lắng quá lại sập. Chào bác Trần Luyện này. Ở đây thì em còn có một chiếc xe Santa Fe, Santa Fe bản Gold máy dầu đời 2002 này. Chào bác Giang Vũ nhé, chia sẻ cho em đây nè. Ôi dồi, bật cái ô phát quay điện thoại. Đây đây đây, chưa rồi. Ok ok, một chút sự cố thôi, em phải che cái ô như thế này thì máy nó không bị nóng. Chào bác Giang Phạm nhé, chia sẻ nhiệt tình cho em Lê Hương đi ạ. Ở đây thì em có một chiếc Santa Fe, Santa Fe bản Gold và là máy dầu, số tự động, bản nhập khẩu, được trang bị động cơ là bao nhiêu nhỉ? Em này là trang bị động cơ là 2 chấm rồi, em này phải là 2 chấm. Santa Fe đây ạ. Giá chỉ có 225 triệu cho chiếc Santa Fe máy dầu. Máy dầu nhớ em này, Santa Fe bản Gold này. Dưới 200 triệu thì số tự động em có một chiếc Spark Van đăng ký 2 chỗ ngồi và một chiếc xe Kia Morning đăng ký 5 chỗ ngồi, chỉ từ 160 đến 152 triệu là có rồi. Santa Fe bản Gold máy dầu em có này. Dưới 200 nếu như mà anh thích đi xe ghét không? Xe ghét nhập khẩu số tự động đi rất là sướng luôn. Biển 37 anh nhìn này, một chiếc xe ghét số tự động bản nhập khẩu đời 2007 đây ạ, số tự động, trang bị động cơ 1.4, máy số thì êm, màn hình giải trí đầy đủ rồi, không thiếu một cái gì. Sấy sưởi kính có này, sấy sưởi ghế cũng có luôn. Ghét nhập khẩu 188 triệu đời 2007 số tự động đây. Phanh ABS, đèn là đèn halogen, có đèn gầm rồi. Xe ghét nhập khẩu đi thì cực êm cho em luôn nhé. Anh Phương Đức ạ, anh Nguyễn Phương Đức ơi, xe ghét đây, cam hành trình, cam lùi có, màn hình giải trí có rồi. 188 triệu có xe ghét đi. Chào bác Lợi Phạm này, chào bác Chi Oai nhé, chào bác Cao Bình. Bên đây thì em mới về thêm được một chiếc xe Mazda 3. Mazda 3 được sản xuất năm 2009 này, nhập đài. Em này là động cơ trang bị 1.6 số tự động. Em Hương đang bán là 310 triệu đồng cho chiếc xe Mazda 3. Mazda 3 đây ạ, chỉ với 310 triệu đồng thôi. Form dáng hatchback nhưng mà thon dài nhé, không phải ngắn đâu ạ. Lên đèn bi này, có dài đèn led này. Em này màu của em này không phải là màu đen đâu ạ, màu hơi xanh xanh. Bản này có cửa lock nhá. Mới là bao nhiêu, mới như nào anh Cao Bình, em chưa hiểu ạ. À nếu như mà anh chốt chiếc xe ghét này vì là khách thường xuyên theo dõi buổi livestream của em, em sẽ bao rút hồ sơ chiếc xe ghét này cho anh luôn. 188 triệu bao rút hồ sơ, đến lấy xe tại bãi vẫn lộc lá cho mình để đi về anh Đức nhé. Nên là quan tâm mẫu xe nào riêng anh Đức hay các bác nào cũng vậy thôi, thường xuyên theo dõi livestream của em sẽ bao rút hồ sơ cho mình luôn. Vì bây giờ hồ sơ là bấm về, nó về huyện bấm biển rồi, hồ sơ thì để nó hơi trục trặc một chút, ví dụ như là đi các bác không biết cách làm thì nó hơi lâu ấy, mà lắng mưa như là đi vất vả thì để bên em rút cho. Em sẽ bao rút hồ sơ cho anh Đức nếu như chốt chiếc xe ghét này của em. 188 triệu bao rút hồ sơ và vẫn lộc lá cho anh Phúc, à, cho anh Đức mang một chút lộc lá về để cho bà xã nhà mình nhé. 188 triệu bao rút hồ sơ. Chào bác Nguyễn Kiên này, chào bác Giang Hân. Chia sẻ mạnh mẽ lên cho em ạ. Bác Thanh Tùng ơi, chia sẻ mạnh mẽ lên cho em ạ. Mazda 3 đời 2009 số tự động đây, 310 triệu đồng. Cam hành trình, cam 360 trên gương, xin nhan trên hông cực đẹp luôn. Rất là nhiều dòng xe đang được chào bán bên em Lê Hương này. Em sẽ mở nội thất của em này ra nhé. Cửa lock đầy đủ này, vì em này mới về nên là em chưa lên video. Màn hình VTEC cực lớn này, đề lỗ thông minh, ghế da zin, máy số cũng zin luôn. Cửa lock ngon lành các bác nhé, cửa lock xịn xò luôn.
310 triệu đồng cho chiếc Mazda 3 bên em đây ạ. Mới về form dáng hatchback, các bác nhìn này rất là xinh nhá. Không hề bị ngắn đâu, form dáng hatchback này cực xinh luôn. Bốn mắt cảm biến va chạm, hai cắt cảm biến va chạm phía sau đầy đủ cho em rồi. Cảm ơn anh Nguyễn Văn Cường, bác Nguyễn Thiện này, bác Nguyễn Kiên chia sẻ nhiệt tình lên cho em Hương. Và trong buổi sáng ngày hôm nay thì em Hương cũng về thêm được một chiếc xe Lacetti SE có cam 360, đời 2009 bản nhập khẩu, động cơ trang bị 1.6 này. Lacetti SE 218 triệu mà nước sơn màu đỏ đẹp như thế này. Cảm ơn bác Thơm Lê nhé, chia sẻ nhiệt tình lên cho em ạ. Lacetti SE biển 34 bánh đậu xanh của em Hương đây, đời 2009 nhập khẩu, số sàn 1.6 em Hương đang bán là 218 triệu. Vẫn bao rút hồ sơ. Khách hàng nào quan tâm thì để lại số điện thoại cho em hoặc kết nối Zalo 0354602790. Cảm ơn khách hàng đang xem quan tâm bên em này. 50 khách hàng đang tham gia buổi báo giá livestream bên em. Đừng quên là hãy kết nối Zalo cho em nhé. Em Lacetti này lên màn hình rồi, lên màn hình đầy đủ rồi các bác ạ. Rất là xịn sò luôn, cam 360. Cảm ơn anh Hà Văn Lăng này, chúc em Hương đắt hàng. Anh Hà Văn Lăng chia sẻ cho em Hương đi ạ. Chào bác Đỗ Quang Thắng đúng không ạ? Lacetti SE mới về 360, cam 360, 218 triệu. Có một chiếc xe bản sedan 2 đầu đi, nhập khẩu. Thân vỏ thì cực kỳ chắc chắn, máy số thì ngon, màu sắc thì quá là yêu luôn. Bên đây thì em còn có một chiếc Spark đời 2015. Em này là đăng ký 5 chỗ ngồi đây, số tự động Spark cũng là bạn lắp ráp trong nước. Em đang bán là 235 triệu cho chiếc Spark bên em đây ạ. Chào bác Vũ Hiếu Thắng nào, chia sẻ nhiệt tình mạnh mẽ lên cho em đi ạ. Rất là nhiều dòng xe luôn. Bán tải đây ạ, bán tải Isuzu D-Max 2 cầu số tự động máy dầu đời 2016, đăng ký là cuối tháng 12/2017. Máy dầu đây ạ, một dàn lốp mới luôn. Lên đèn bi salon biển thủ đô Hà Nội, em Hương đang bán là 535 triệu. Trong buổi livestream ngày hôm nay còn 525 triệu, bao rút hồ sơ luôn. Bớt 10 triệu vẫn bao rút hồ sơ. Cam hành trình có rồi, cam lùi đầy đủ, cảm biến cũng có luôn. Màn hình cam hành trình nhá, máy số zin, thân vỏ zin, sơn zin đến hơn 90% nhá. Cảm ơn bác Thơm Lê, chào bác Lý Vịnh này, chào bác Hà Thanh Thảo này, chia sẻ lên cho em. Isuzu D-Max đây ạ, 535 triệu giá chào bán này, bớt 10 triệu trên livestream cho bác nào đang quan tâm về Isuzu D-Max này. Công trình công trường các bác đi quá là ok nhé. Chào bác Loan Đào, chia sẻ lên 100 khách hàng cho em đi ạ. Anh ơi, hết điện. hết điện. Anh vào anh xin mượn chị Tú cái cục cắm vào cho em ấy, không em thành luộc ở đây mất. 60 khách hàng rồi, chia sẻ nhiệt tình cho em. Có ship anh ạ, có ship anh ơi, anh Đức ở đâu anh ơi? Có ship chưa anh? Bây giờ thời đại 4.0 sao hỏa người ta còn ship được, đó là ship hết. Anh ở đâu để lại số điện thoại cho em. Quan tâm mẫu xe nào bên em? 65 khách hàng rồi, lên 100 khách hàng cho em. Mua xe nào cũng giảm giá cực sâu, vẫn rút hồ sơ bình thường. Chào bác Vũ Quang Dũng này, Isuzu D-Max đây, siêu phẩm hot hit bên em. Máy số zin rồi, máy số zin, rồi lại còn là sơn zin. Các bác nhìn này, cam hành trình này to vật vã luôn. Đấy, cam hành trình này, màn hình giải trí này, nghe nhạc này, tổ hợp phím bấm trên vô lăng luôn. Hai cầu máy dầu số tự động đẹp đây ạ, 535 triệu. Mua trả thẳng 525 triệu, bao rút hồ sơ, trả góp hỗ trợ đến 50% giá trị xe. Zin đẹp toàn xe luôn nhá. Ở đây thì em còn mới về một chiếc Spark van đăng ký 2 chỗ ngồi này. À, Kia Morning van nhá. Em này là đăng ký 2 chỗ ngồi, nước sơn màu bạc rất là đẹp luôn. Nước sơn màu bạc vừa mới về đây. Morning van đời 2013 bản nhập khẩu, em Hương đang bán là 237 triệu. Động cơ trang bị 1.0, xe đăng ký 2 chỗ ngồi. Đối với những cái dòng xe đăng ký 2 chỗ ngồi này sẽ phù hợp hơn với những bác nào mà thường xuyên bật lóc nhà, hay cãi nhau với lóc nhà thì các bác mua xe Morning van cho em. Đến lúc mà bà xã có nổi cơn lên thì các bác ra xe là ngủ cho em nhé. Vì hàng ghế thứ hai của em nó thiết kế như một cái giường đơn, như một cái giường luôn. Nên nhỡ may mà có bật nóc nhà mà không phải ra sofa ngủ đâu ạ. Lên ô tô ngủ cho em đi ạ. Lên ô tô ngủ đi, vì khoang hàng ghế thứ hai là như một cái giường. Đấy, các bác này dù các bác có 1m8 nằm cũng thoải mái luôn. 237 triệu.
cho chiếc xe Morning Van đời 2013 bản nhập khẩu ạ. Kia Morning đời 2016 à. Để em xem là em mới về. Em còn có cả đời 2021 cơ. Bác Nguyễn Kim Vũ đợi em một chút nha. Để ăn rồi. Ôi chết. Sạc pin cho em với. Sạc pin hôm qua trong túi anh ấy. Đừng quên những lời chia sẻ cho em, đợi em một chút. Để em bị hết điện ở cái áo làm mát rồi. Ôi nóng quá. Kia Morning đây. Để em ra Kia Morning luôn. Vừa mới về luôn. Anh ơi chia sẻ cho em đi ạ. Chào bác Thế Truyền này, Lý Thế Truyền. Chào bác Ngọc Mai. Chào bác Trinh Hiệp. Lên 100 khách hàng cho em Hương đi ạ. Kia Morning à, 2016 em có không nhở? Sáng nay mới về con 2021 mà giá đời siêu lút đấy là 200. Đây, anh ơi, hãy lên đời một tí đi anh. Một siêu phẩm Kia Morning đời 2021 số sàn, trang bị động cơ chỉ có 1.2 thôi. Toàn nhìn cái biển số em đã yêu rồi. Biển số Tam Hoa 3 con 9 luôn. Tam Hoa 3 con 9 ạ. Bác Lam Huyền ơi, bác quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em nhé. Anh Dương Cubin, anh Vũ Quang, anh Đình Phúc này, để lại số điện thoại cho em. Kia Morning, zin hết toàn xe luôn. Xe đẹp đến lỗi, các bác mua xe cũ bên em về vẫn được trải nghiệm cái cảm giác đập hộp. Vì sao? Vì ly lông trên xe bác chủ cũ còn để nguyên. Kia Morning đời 2021, động cơ trang bị là 1.25, 297 triệu bao rút hồ sơ. Khách hàng nào đến xem xe, chạy thử xe và cảm nhận vẫn thương lượng lộc lá thêm cho mình. Vẫn thương lượng lộc lá lên. Nếu như khách hàng nào mà đang hỏi về mẫu xe nào mà em chưa trả lời thì cứ bình luận lại cho em nhé. Vì một tay em cầm ô, một tay em cầm cây gậy livestream nên là không đọc được bình luận. Nên em sẽ nhìn thấy cái nào là em trả lời cái đấy ạ. Anh Văn Hậu ơi, bác Trinh Hiệp ơi, bác Ngọc Mai, chia sẻ cho em Hương nào. Bên đây em còn có một chiếc xe Kia Morning số tự động với nước sơn màu lâu ạ. Màu lông chuột, xám lông chuột đi. Kia Morning đời 2010, bản nhập khẩu, số tự động 1.0. Em Hương đang bán là 285 triệu. Lên cho em là hoa mai, la răng hoa mai dạng mới này. Bản này cửa lóc này. Bản này có cửa lóc xin nhan trên gương đầy đủ rồi. Không thiếu một cái gì, tổ hợp phím bấm khẩu lệnh nghe gọi trên vô lăng. Kia Morning đây ạ, 285 triệu số tự động, bản nhập khẩu đây. Còn số sàn thì bên đây em Hương có đây ạ, 297 triệu, biển số Tam Hoa 3 con 9, bác nào biển 99 mà quất em này về, giữ nguyên biển số không cần phải sang tên đâu. Quá là đẹp luôn, toàn cái biển số là bao nhiêu tiền rồi đúng không ạ? Mà hôm nay em tặng không cho mình cái biển số hoa rồi. Chào bác Huyền Tuấn Kiệt, bác Mạnh Tiến ơi, bác Cơ Khí Quang Hưng ơi, bác Bùi Hùng. Chia sẻ lên 100 khách hàng cho em Hương đi ạ, rất là nhiều dòng xe luôn, từ bán tải Morning em về thêm rất là nhiều luôn. Hôm nay thì em còn về thêm được một mẫu xe phải gọi là cán bộ cấp cao luôn. Cán bộ cấp cao một em biển 99 này. Một siêu phẩm Ford Mondeo. Ford Mondeo số tự động mà xe mà trước kia em thấy toàn cán bộ cấp cao hay là các bác xếp lớn mới đi thôi. Ford Mondeo đời 2005 số tự động bản cửa lóc. Em không đang bán là 185 triệu. Ghế da zin. Bên trong là số tự động túi khí an toàn. Đầu đài nguyên bản nhìn rất giống xe mẹc luôn. Nhìn form dáng cấp cao vẫn khác này. Phanh ABS và lên bộ mâm rất là đẹp rồi. Ford Mondeo có 3 mắt cảm biến va chạm phía sau. Em Hương đang bán chiếc Ford Mondeo này là 185 triệu. Nếu như với cửa tiền trên 100 triệu vẫn muốn đi xe số tự động và một form xe mà nó phải gọi là đỉnh có chóp như thế này thì chỉ đi Ford Mondeo thôi. Chỉ có Ford Mondeo thôi đúng không ạ? Cam lùi đầy đủ rồi. Ford Mondeo số tự động cửa lóc 158 triệu. Bên cạnh đây thì em còn có một chiếc xe nữa này, đến từ nhà Daewoo đây. Nhà Daewoo đây, một em CDX. CDX nhập khẩu đời 2009, em Hương đang bán là 252 triệu. 252 triệu cho chiếc xe CDX nhập khẩu biển 26 này. Với cửa tiền trên 200 thì cứ đi CDX. Tuy rằng nó hơi ăn xăng một tí, nó thật lòng nó ăn xăng hơn so với cái dòng khác. Nhưng mà CDX nó lướt lắm. Xăng rồi nó sẽ giảm thôi đúng không ạ? Xăng rồi sẽ giảm thôi. Nhưng mà để hơn 200 triệu đi CDX nhập khẩu số tự động cửa lóc, phanh ABS bộ mâm như thế này thì phải là đỉnh của chóp luôn. 252 triệu hồ sơ em Hương rút cho mình. Vẫn lộc lá thêm cho mình. Chào bác Văn Lương, chào bác Trí Nguyễn, bác Tú Nguyễn, bác Hữu Hiện hiệu này. Chia sẻ mạnh mẽ cho em Hương lên nào. Dâm rồi, bỏ ô ra để cầm điện thoại đọc comment nào không, để không đọc được comment luôn. Rất là nhiều khách hàng quan tâm về mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em. 70 khách hàng rồi, lên 100 khách hàng ngày hôm nay. Mua xe nào là giảm xe đấy nhá. 100 khách hàng đi ạ.
0354602790 là số hotline của em Lê Hương. Con xin cô. Cô gọi cầu con đây đây nhá. Chào bác Thu Cúc, chào bác Văn Nương. Ở đây thì em Hương còn có một chiếc xe Vios nước sơn màu trắng đẹp. Bây giờ Vios và Accent hoặc những cái dòng xe như là Corona, Altis thì khách hàng quan tâm rất là nhiều. Vì sao? Bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu, không bị hỏng vặt. Không bao giờ các bác lo đi Vios mà bị hỏng vặt đâu, đúng không ạ? Vios bản e xịn đời 2009 nhá. Đời 2009 động cơ 1.5. Em Hương đang bán là 208 triệu cho một xe phẩm siêu phẩm Vios bản e xịn này. Nước sơn màu đen biển 36 nhá. Xi nhan trên gương, máy số ngon, nội thất gọi là zin đẹp luôn. Em có mẹc chị Xuân Hồng nhá, đợi em một chút ạ. Bên đây thì cũng có một em Vios nữa đây. Vios bản limo. Em này là bản limo này. Vios bản limo em Hương đang bán là 210 triệu đồng. Nước sơn thì là màu trắng đẹp. 210 triệu đồng, các bác có đi gia đình, đi dịch vụ cũng rất là ok. Chào bác Khổng Hùng, chào bác Thu Cúc này. Vios này thì em lên rồi, lên nội thất bên trong rồi. Ghế da bên trong lên lẹt lẹt là lẹt luôn. Nói chung với những cái đời xe mà tầm như thế này, em nhìn thế này là quá là ok. Máy số ngon, hợp giá đủ tiền. Chị Xuân Hồng ơi, để lại số điện thoại cho em và đợi em một chút nhá. Vì bên ngoài em không để xe mẹc, bên ngoài em để mới xe mới về đây. Lên 100 khách hàng cho em đi ạ. Hôm nay em khỏi ốm rồi. Chơi tới bến cùng với nhà mình luôn. Chào bác Nguyễn Đức Anh này. Hôm qua bác nào quan tâm của em về chiếc... Hôm qua khách hàng nào... Dạ, đợi em một chút nhá. Em sẽ lên mẹc cho chị nhá. Vì ở ngoài nhiều xe này. Xem có men là đít rồi này. Túi quần em mà sao? Trả lời cho em không cầm được. Cái này không trả lời được. Đây. Một chiếc xe Innova bản e xịn, một chủ từ mới này. Máy số zin, một chủ từ mới bản e xịn, đời 2012, số sàn 7 chỗ ngồi. Innova em Hương đang bán là 338 triệu cho chiếc xe Innova bên em Hương. Chị Hồng ơi, đợi em một chút nhé, một chút thôi em sẽ quay cho chị. Một dàn siêu phẩm xe mẹc bên em luôn. Mẹc C250 có, 240 có luôn. Innova dành cho những bác nào đang tìm kiếm một dòng xe 7 chỗ ngồi để chạy gia đình hoặc là dịch vụ trong khi mà mùa du lịch đang đến rồi. Mùa du lịch đang đến rồi thì Innova là một trong những sự lựa chọn hàng đầu. Innova biển 18, nước sơn màu bạc đẹp, một chủ từ mới, máy số zin bản e xịn 338 triệu, đời 2012, động cơ trang bị 2.0. Đừng nghe 2.0 mà các bác sợ nhé, vì Innova em nào cũng là 2.0. Cõng 7 người trên lưng thì không thể là ăn ít cơm được. 2.0 dành cho những bác nào mà đi taxi, dịch vụ gia đình thì em này quá là ok luôn. Nội thất bên trong không chê một điểm nào luôn. Máy số thì zin cho em ạ. Chào bác Hoàng Vĩnh, chào bác Nguyễn Văn Lâm. Nguyễn Văn Lâm này, chào bác Phạm Đồng và chào bác Vũ Thái này. Em sẽ đi sâu vào bên trong nhá. Ở bên ngoài còn nhiều xe cơ. Thôi cho em 1 phút bên ngoài nữa đi. Một chiếc xe Kia Morning với nước sơn màu xanh đẹp như thế này. Phong thủy bác nào hợp màu xanh thì để lại số điện thoại cho em. Lên bộ mâm xoáy rồi. Kia Morning được sản xuất vào năm 2016 nhá. Trong dòng xe cỏ, xe cũ 2016 là top và top hàng xinh gái gọn gàng rồi. 2016 mà chỉ có 215 triệu cho chiếc xe Kia Morning nước sơn màu xanh đẹp bên em. Lên bộ la răng phay như thế này rồi nhá. 215 triệu này. Chào bác Phạm Đồng, chào bác Hà Phạm. Chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân mọi nhóm cho em là 100 khách hàng ngày hôm nay. Hoặc là gia đình nhà mình, người thân nhà mình, ai mà đang tìm một dòng xe Vios, một vòng xe i10 đi gia đình thì đừng quên giới thiệu cho em Hương nào. Chào bác Hải Trần, một chiếc xe Vios biển 37 nữa đây. Hiện tại là Vios rất là nhiều luôn. Chiếc xe Vios này của em mới về đây, giá đâu rồi? Tự dưng quên giá rồi. Chia sẻ mạnh mẽ lên cho em Lê Hương đây nào. Một chiếc xe Vios của em Hương. Em này đấy, không nhớ không nhầm là 215 triệu thì phải. Quên rồi. Thôi quên thì bỏ qua đi. Ở bên đây thì có một chiếc xe Chevrolet Cruze. À em này để khách cọc rồi. Em Cruze nhập khẩu này lên sóng phát, khách sáng nay đến cọc rồi. Thôi cũng bỏ qua đây. À đây rồi. Hoa hậu trong làng hoa hậu đây rồi. Ở đây thì em Hương có một chiếc xe Spark. Một chiếc xe Spark D biển D đăng ký 2 chỗ ngồi. Nhưng cam lùi có, cam hành trình có đầy đủ cho em đã nói rồi. Những bác nào mà hay thường xuyên bật lóc nhà, hay được bạn bè rủ đi chơi đá gà đá chim, mà về mặt vợ hay xì xì ra, xong là không cho ngủ,
thì các bác cứ chọn cho em một chiếc xe Spark đăng ký 2 chỗ ngồi. Vì đằng sau những chiếc xe Spark 2 chỗ ngồi này nó như là một cái giường luôn. Như một cái giường luôn, các bác ngủ thoải mái luôn. Nếu như mà bị lóc nhà cho ra ngoài nhá. Em có Innova tầm 300 hoặc hơn 300 một chút chị nhá. Nếu như mà yêu con xe vừa em quay ở kia kìa. Đời 2012 là 300. Con đấy thì đắt rồi. Con đấy là đời 2012 là bao nhiêu nhỉ? 338 triệu. Em còn có một con 225 triệu nữa cơ. Chị Loan đào đòi em một chút nhá. Spark Hoa Hậu 85 triệu. Trong buổi live stream ngày hôm nay còn trong buổi live stream ngày hôm nay là còn bao nhiêu? Còn 80 triệu thôi, nghỉ ăn cơm em ơi. Anh Tùng ơi, từ lúc anh Tùng về em lại tiếp thêm hai khách nữa, lại chốt một i10 và một Kia Morning số tự động nữa rồi. Giờ là phải live stream để các bác nhìn nhiều xe mới này. Anh Tùng nhớ chụp cho em hộ khẩu và chứng minh thư gửi xong qua Zalo cho em nhé, để em rút hồ sơ cho mình. Anh về nhà rồi à? Chào bác Lê Vinh, chào bác Phú Đỗ này, chào bác Nguyễn Công Giáp. Chia sẻ 100 khách hàng cho em đi ạ. Hôm nay thì em về rất là nhiều xe. Giá thì em cam kết là các bác không phải lo về giá đâu ạ. Em chào anh Thành Trung nhé. Một chiếc xe i10 đời 2017 đây. i10 đời 2017 mới về trong buổi sáng ngày hôm nay bên em. 285 triệu bản đủ nhá. Số sàn bản đủ có i10, có đèn halogen này, đèn phá xương này, đèn gầm dại, đèn led, lên bộ la răng phay xi nhan trên gương, nút mở một trạm thông minh trên cánh cửa. Là anh Tùng này. Anh Tùng vừa mới về thì em lại chốt thêm một chiếc xe Kia Morning số tự động này. Bây giờ đang tháo biển ra để rút hồ sơ rồi. Tháo biển ra rút hồ sơ. Đời 2017 có i10, thân vỏ cứng cáp, máy số ngon. 285 triệu, động cơ 1.2, màn hình giải trí đề lồ thông minh đầy đủ cho em, 4 mắt cảm biến va chạm phía sau. Innova đây ạ. Chiếc xe vừa rồi đời 2012 là 338 triệu bản E. Còn chiếc xe này, một chiếc xe Innova nữa đây, đời 2008, 199 triệu. Chị Loan đào nhá, em quay lại cho chị chiếc Innova này trước này, rồi em sang quay lại con kia nhá. Innova biển 38 nước sơn màu bạc, đời 2008, số sàn 199 triệu. Nếu như chồng chị có dùng Facebook thì gắn thẻ tăng tên anh vào đây, bỏ vào của Lê Hương xem bên em Hương về thêm nhiều Innova lắm này. Innova đây ạ, 199 triệu đây. Em này là 199 triệu. Ghế da này, nói chung là em này thì nhìn nó cũng bình thường thôi. Để mà xinh đẹp thì em sẽ giới thiệu cho em xinh gái hơn này. Đấy các bác ạ, người thì không sợ lắng nhưng chỉ sợ máy nóng thôi. Máy nóng là sập nên là cứ một tay treo ô, một tay live stream này, vất vả quá cơ. Nên là đừng quên những lượt chia sẻ cho em nhé. Chào bác Trần Chiêm này. Kết nối Zalo để lại số điện thoại cho em đây ạ. Innova đây. Em này nếu như mà bác nào mà đang cần tìm một dòng xe Innova thì với cái cam kết bán hàng của em Hương, không cần phải suy nghĩ nhiều. Một chiếc xe Innova, một chủ từ mới, máy zin bản E, 338 triệu, đời 2012. Các bác đi đâu tìm được chiếc xe 7 chỗ mà không taxi, không dịch vụ, mà một chủ từ mới mà hơn 300 triệu thì rất là khó luôn. 338 triệu, có 300 triệu rồi, cố lên chị ơi. Chị Loan này, cố lên một chút, em hạ xuống một chút là chị em mình, em vừa bán được xe, chị lại vừa có xe cho gia đình nhà mình đi, để ông xã nhà mình đi chở taxi, dịch vụ rất là ok. Em này thì máy số zin, một chủ từ mới đây ạ. Innova, 338 triệu. Chị ơi, Innova là máy xăng chị nhá. Innova là máy xăng. Vừa rồi ngập lụt nhiều, để biết xe bị ngập nước khó không em? Để biết xe bị ngập nước thì cứ phải mở khoang động cơ máy móc lên anh ạ. Nói chung là bọn em là thợ thì bọn em nhìn phát biết ngay. Có những nơi người ta chuyên làm xe lỗi, chuyên làm xe ngập lụt thì giá nó sẽ rẻ hơn. Vì sao nhiều khách hàng cứ chụp ảnh cho em nè, sao chỗ này con này bán chỗ dưới cách chỗ em có một tí thôi mà sao nó bán rẻ hơn 50 triệu. Không có một cái gì nó cũng có giá của nó, và quan trọng giá của nó là bao nhiêu đúng không ạ? Nếu như xe ngập lụt mà so với xe đẹp bên em mà cách nhau 50 triệu nó phải có giá của nó hết. Bây giờ các bác chỉ đi mua quần áo thôi. Các bác chỉ mua quần bò này 100 nghìn mà cái quần bò nhà kia bán 180 sờ, cái vải nó khô hơn nhiều rồi, nên xe ô tô nó cũng vậy thôi. À, em có chị ơi, em quên mất chị Xuân Hồng ơi, em có nha, đây nhá, em quay lại chị Loan này. Chị Loan đây nhá, Innova bản E xịn, một chủ từ mới, máy số zin 2012, 338 triệu. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi các bác ơi. Đây, em sẽ vào xe Mercedes cho chị Xuân Hồng này. Mercedes C250 bản Blue cao cấp, số tự động.
Riêng dòng xe mẹc bên nhà em không thiếu đâu. Chị Xuân Hồng nhá, một chiếc xe mẹc đầu tiên. Mẹc xe 250 bản Blue cao cấp đời 2009. Động cơ trang bị 1.8 số tự động đẹp, 10 mắt cảm biến quay va chạm quanh xe, lên đèn bi rồi. Bộ mâm la răng đây. Bộ mâm la răng là lặng tâm phanh ABS, một siêu phẩm xe hạng sang đây. Xin nhan trên gương. Xin nhan trên gương đây ạ. Ôi dồi ôi, lắng quá. Bên trong vô lăng này có khẩu lệnh nghe gọi này, tổ hợp phím bấm này. Các bác cứ thắc mắc là sao mẹt thì phanh tay nó ở đâu. Thì mẹt phanh tay nó sẽ ở đây nhá. Em xin lỗi là vì em phải dùng chân em tả. Vì em... Chị Loan ơi, chị Loan Đào ơi, để lại số điện thoại cho em. Trong buổi báo giá ngày hôm nay 338 triệu. Nếu như chị chốt trên livestream ngày hôm nay còn 330 triệu. Cộng bao rút hồ sơ. Cộng bao rút hồ sơ luôn ạ. Lắng quá, lắng lắm em ơi, lắng hơn miền Nam nhà mình luôn. Mẹc xe 250 đây ạ, 379 triệu. Innova máy dầu hai cầu thì đợi để chị liên hệ với nhà thiết kế nhé. Còn giờ bên chị chưa có rồi. Chị Loan Đào để lại số điện thoại cho em. Chào bác Lê Hiệp, chào bác Khánh Bi Nguyễn này. Chia sẻ lên 100 khách hàng cho em Hương đi ạ. Ngày hôm nay lên 100 khách hàng sẽ là giá cực kỳ yêu thương luôn. Mẹc xe 250 đây chị Hồng ơi. Mẹc xe 250 bản Blue cao cấp đời 2009, 379 triệu. Chào bác Nguyễn Như Quỳnh này. Rất là nhiều dòng xe luôn. Xe mẹc em còn có màu đỏ này, màu đen cơ. Ôi em xin phép vào đây nóng quá. Để lại số điện thoại cho em chị Loan Đào nhá. Để lại số điện thoại cho em này. Accent đây. Ôi dồi ôi, em quay Accent trước lại đây. Em còn có một chiếc xe mẹc nữa này. Một chiếc xe mẹc xe 250. Các bác nghĩ đi xe mẹc phải tiền tỷ à? Không phải đâu. 200 triệu có xe mẹc đi. Mẹc xe 240 đây ạ, à, logo này. Ăn nhau ở cái logo. Đi tán gái là cứ phải ăn nhau ở cái logo này. Mẹc anh ơi, mẹc anh Dũng Trần đúng không ạ? Dũng T chờ gì đây? Mẹc xe 250 thấp nhất cũng phải là trên 350 à, trên 370. Em có một chiếc xe mẹc 379 triệu nữa. Đây chị nhá, mẹc xe 250 đây em sẽ quay này. Chị Hồng để lỗ à, đúng rồi. Thư ký chụp lại cho em số điện thoại của chị Loan Đào để em tư vấn Innova này. Chào bác Sáu Thảo này. Mẹc xe 250 bản Blue cao cấp đời 2009 này, 379 triệu. 379 triệu la răng này, xin nhan trên gương này, ghế da zin, máy số zin. Em này thì thuộc phân khúc là hàng chất lượng cao. Vì sao? Vì hàng xe sang mà. Logo đằng trước này, cơm cháy. Logo cực xịn luôn, mẹc đây ạ, 379 triệu. Bên cạnh chiếc xe mẹc, thuê người cầm ô, em có anh ạ, em đang cần thuê người cầm ô đây. Chứ một tay cầm ô, một tay cầm gậy, dã rời cái tay mà không đọc được comment luôn. Một chiếc xe đời 2008 Vios đây, bác nào quan tâm Vios em có Vios nhá. Vios 169 triệu đời 2008, động cơ 1.5, lên đề lỗ thông minh, màn hình giải trí nhá. Xin nhan trên gương, 169 triệu có Vios đi này. Ở đây thì Morning, Morning này biển van hai chỗ ngồi với em nói rồi, 273 triệu. Em sẽ đi lần lượt nhá. Cảm ơn anh Nguyễn Văn Lâm, Văn Lam này. Innova. À đây rồi. Ở đây thì em còn có một em Kia Rio biển thủ đô Hà Nội, nước sơn màu trắng đẹp, nhập Hàn nguyên chiếc này. Kia Rio biển thủ đô Hà Nội đây. Đời 2015, số sàn, động cơ 1.6, nhập khẩu nguyên chiếc. Chiếc xe Kia Rio này em Hương đang bán là 325 triệu. Trong buổi livestream ngày hôm nay bớt luôn 10 triệu đồng. Trên live là bán rất là tơi luôn. Bớt luôn 10 triệu đồng. Còn 325 triệu cho chiếc xe Kia Rio, động cơ 1.4, 325 triệu đời 2015, nhập Hàn nguyên chiếc nhá. Em này là số sàn những nước sơn màu trắng đẹp, lên màn hình rồi. Tổ hợp phím bấm nghe gọi trên go vô lăng. Và điều đặc biệt là máy số zin, sơn zin đến tầm 90%. Một dàn lốp mới, phanh ABS đầy đủ cho em. 325 triệu trên livestream ngày hôm nay còn bao nhiêu? 300 bao nhiêu bây giờ? 315 triệu vẫn bao rút hồ sơ. Chào anh Nguyễn Lương, chào bác Nguyễn Tuấn này. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Innova form dáng mới đời 2015, nước sơn màu vàng cát. Innova đời 2015 cũng là bản e xịn 8 chỗ ngồi. Em Hương đang bán là 388 triệu. 388 triệu cho siêu phẩm Innova 8 chỗ ngồi. Form dáng mới màu vàng cát đời 2015. Xin nhan trên gương.
Em này cũng zin đẹp toàn xe luôn các bác nhá. Mà nếu như các bác tí là sẽ lên livestream lên video về em, video về em Innova này về mới về. Xuống livestream ngày hôm nay em sẽ lên là sóng em này luôn. Máy số zin đẹp luôn, 388 triệu vẫn còn thương lượng lộc lá cho mình. Bên trong đầy đủ cho em màn hình giải trí, túi khí an toàn, trần lỉ nguyên zin. Chất lượng lắm luôn. Form dáng mới 388 triệu có Innova đi này. Rất là nhiều Innova luôn. Chia sẻ lên cho em đây Hương đi ạ. Chia sẻ mạnh mẽ lên các bác ơi. Ồ hôm nay giọng nó lo như kiểu là vỡ tiếng, sướng quá. Mọi hôm khàn khàn không nói được. Sơ bác tập lái cho những bác nào mà mới lấy bằng. Mặc dù là lấy bằng nhưng các bác đi ra ngoài đường trường chân tay vẫn còn run rẩy lắm. Đi xe tập lái thôi, chứ nếu như mà đi xe sang không may mà va quẹt thì bút diều luôn. Sơ bác tập lái đời 2009 em hôm đang bán là 93 triệu. 93 triệu, bây giờ còn 85 triệu thôi. Thực chất em này xinh lắm nhưng mà cứ làm kêu lên giờ không bán được đây này. Còn 85 triệu thôi. Chào bác Nguyễn Trường này. Bên đây thì em còn có Kia Morning đời 2016 nước sơn màu vàng zin. Đời 2016 mà chỉ có 215 triệu. Cho chiếc xe Kia Morning 215 triệu này, số sàn nhá. Lên bộ mâm đẹp, ghế da đẹp luôn. Vô lăng bọc hẳn áo da, giả da rắn rất là xịn xò luôn. Chào bác Su Su nào, đâu rồi khách hàng nhà mình ơi. Chia sẻ đi, 50 khách hàng, chia sẻ lên 100 khách hàng cho em đi nào. Chị Hồng ơi, chị nhìn thấy mẹc chưa, của em quay mẹc rồi. Chào bác Khánh Bi này, chào bác Loan Đào, bác Lê Hiệp ơi, chia sẻ nào, chia sẻ nào. Rất cảm ơn khách hàng nhà mình. Kết nối Zalo cho em có hotline 0354602790. Hoặc nếu như muốn đến chạy thử cảm nhận xe, xem là xe có rung, có lắc hay là có ngập nước không hay như nào, thì đến trực tiếp với địa chỉ 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Chào bác Việt Anh, chào bác Su Su. Còn bây giờ thì em lại lên sóng đây. Một chiếc xe Tucson gầm cao SUV 5 chỗ ngồi máy xăng nhá. Em Tucson máy xăng 2 cầu số tự động đời 2011, bản nhập khẩu 2.0. Biển là biển 34 bánh đậu xanh. Màu là màu hơi lâu lâu, hơi xanh xanh, chứ không phải là màu đen xì xì đâu ạ. Chào bác Thế Hin Hin này. Tucson máy dầu 5 chỗ ngồi gầm cao. À máy xăng xin lỗi. Máy xăng 5 chỗ ngồi gầm cao 2 cầu 450 triệu. Bây giờ mà 450 triệu sở hữu một em 5 chỗ ngồi gầm cao như thế này, có phải là quá chất đâu ạ. 5 chỗ ngồi gầm cao máy xăng 2 cầu số tự động cho chiếc Tucson của em Hương. Sấy sưởi kính có rồi, có cả sấy sưởi ghế luôn. Màn hình Android to đùng vật vã luôn. Hỗ trợ khóa cầu V-Side đầy đủ cho em. Túi khí an toàn. Cửa sổ thì toàn cảnh full HD không che một tí nào luôn. Cửa sổ toàn cảnh luôn. Các bác ngồi khoang hoàng ghế nào cũng có cửa sổ luôn cho em nhé. Full HD không che tí nào là có chiếc xe Tucson 2 cầu số tự động máy xăng 450 triệu mới về zin đẹp toàn xe nhé. Đời 2011. Phía sau xe Tucson đây các bác nhìn này. Hai cầu cam lùi có nhá, biển 34 bánh đậu xanh. Chào anh đợi em ở cuối con đường, chào bác Cần Huy Hữu Lân luôn đúng không ạ? Chia sẻ lên cho em ạ, 60 khách hàng rồi, 61 rồi, chào bác Lạc Trôi. Lên 100 khách hàng cho em đi ạ. Mọi hôm em ốm không thể gào được, hôm nay em đã thoát rác rồi. Ve sầu này lột xác rồi. Isuzu máy dầu. Em thì cao to chân dài. Thì chỉ có Isuzu máy dầu bên em Hương thôi. Giá chào bán 230 triệu. À, em xin lỗi, 140 triệu đời 2003. Lắng quá, lọc lộn đời với tên. 140 triệu Isuzu máy dầu. Công trình, công trường các bác nào đi. Đường xấu, đường cao đi cho em. Isuzu máy dầu 160 triệu máy dầu. Kể cả các bác ở Bắc Giang, ở chỗ mà mua xe này về chở vải thấy ok đấy. Máy dầu, đường đất đỏ. Hôm qua đi lên Bắc Giang, đường đất đỏ là sợ dã man luôn. Chào bác Bình Đào Xuân này, chia sẻ cho em đi ạ. Mazda Fremacy đời 2003 em Hương đang bán là 162 triệu. Bên cạnh những dòng xe mà em còn có Accent nhá. Accent thì em về full màu luôn. Một chiếc Accent nhập khẩu bản Blue cao cấp đời 2015, số tự động đẹp, nước sơn màu trắng này. Cam lùi rồi, bốn mắt cảm biến va chạm phía sau. Accent bản Blue cao cấp đời 2015, 383 triệu, có cửa lock đầy đủ cho em. Màn hình giải trí tăng giảm âm lượng, ghế da thì gọi là ghế da em thay rồi. Ghế da cũ nó hơi bị xấu xí, các bác ấy hút thuốc thì nó hơi bị châm màu tí bên ngoài, nó xấu quá em thay rồi. 383 triệu nhập khẩu, động cơ 1.4, Accent màu trắng này.
Isuzu máy dầu một chiếc là 140, một chiếc là 160, vẫn thương lượng lộc lá cho anh nhà mình. Nếu như anh mà quan tâm về Isuzu máy dầu bên em, anh Nguyễn Tuấn Linh này, em Highlander này là 160 triệu, biển 17, cao to màu đen. Em này là vừa xanh vừa vàng, là đời 2013, máy dầu 140 triệu. Công trình, công trường hay là đi những cái khu vực mà nó lội hay nó cao thì em nghĩ Isuzu máy dầu là số 1. Còn nếu như mà để đi tán gái, Isuzu máy dầu khả năng là người yêu không biết con này là con gì, nghĩ là con quặp anh ạ, không phải là xe ô tô đâu. Vì nó hầm hố, nó to lắm. Em này đi tán gái thì em nghĩ là khả năng tán gái sẽ khó anh ạ. Còn nếu như làm kinh tế thì em này sẽ tiền đẻ ra tiền này. Còn đi tán gái thì hơi khó nhá, em thấy tại vì những cái ngoại hình như thế này nhìn nó cứ cục mịch to to như này, chỉ đi làm kinh tế thôi anh ạ. Nếu mà có vợ rồi thì ok đấy anh ạ. Có vợ rồi là kinh tế, là tiền đẻ ra tiền. Mua một chiếc xe 160 triệu về làm kinh tế là quá là ok. Anh Nguyễn Tuấn Linh để lại số điện thoại cho em nếu như quan tâm về chiếc Isuzu bên em. Chào bác Lê Thị Lệ, chào bác Nguyễn Thuận, chào bác Nguyễn Thắng, chào bác Kim Nguyễn hay là Kiểm Nguyễn ạ. Ở đây thì hôm nay em về thêm một chiếc xe Y10 đời 2015, biển 34, bánh đậu xanh này, Y10 với nước sơn màu trắng đấy, nhập ấn bản thiếu, 225 triệu cho chiếc xe Y10. Mặc dù là bản thiếu nhưng mà bác chủ cũ thích chơi hệ độ nên là độ tổ hợp phím bấm lên vô lăng. Màn hình giải trí có rồi, em này thì chưa có để lỗ thông minh. Nhiều em bác chủ còn đến để đổ cơ. Lên 100 khách hàng cho em đi ạ. Bác Đỗ Vũ ơi, bác Lộc Trần Vũ Văn, bác Nguyễn Cương ơi. Y10 lên bộ mâm rồi. Đèn gầm đầy đủ cho em, 225 triệu cho chiếc xe Y10. Bên đây thì em còn có một chiếc xe số thể thao như em này là con Kia Forte. Kia Forte được sản xuất năm 2010, nhập khẩu, số tự động đẹp, em Hương đang bán là 330 triệu. Với chiếc xe này thì bác Quỳnh Bùi đang đi một chiếc xe mô tô, lên Kia Forte cho em là tán gái ok đây. Kia Forte 330 triệu, cửa lóc đầy đủ cho em, 330 triệu. Nút mở một trạm thông minh trên cánh cửa, có ga tay tự động cruise control. À em này không có ga tay rồi. Tổ hợp phím bấm trên vô lăng, hỗ trợ gẩy số thể thao luôn. Hỗ trợ gẩy số thể thao trên vô lăng. Đề lỗ thông minh, xin nhan trên gương. Gương kính này cụp chỉnh auto cho em ạ. 330 triệu. Vẫn còn thương lượng và lộc lá và sẽ làm hồ sơ cho các bác để các bác không phải đi lại vất vả nhé. Chào bác Cường Quốc, chào bác Lước Mắt, chào bác Nguyễn Ti, chào bác Bùi Quỳnh này, chào bác Ga Nhật Tân. Kia Forte 330 triệu, đời 2010, nhập khẩu này. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Forerunner. Forerunner biển thủ đô Hà Nội, đời 2013, bản nhập khẩu. Em này thì số sàn 2 cầu. Số sàn nhưng mà 2 cầu nhé. Forerunner 395 triệu, đời 2013 cho chiếc xe bán tải đây. 2 cầu, em này thì chưa lên thùng. Em này là vẫn thùng hở như này. 395 triệu, có bán tải 2 cầu, số sàn đi rồi. Màn hình giải trí đầy đủ cho em, máy số ngon, bán tải mà. Cao dàn mát máy nhá. Đi hầm hố lắm luôn. Để em đi sang hàng bên đây này. Hàng bên đây em còn 2 chiếc Accent nữa cơ. Chào bác người lạ, chào bác Khuê Ngọc Bùi Đình, chào bác Trần Ngọc Quyến này. Chia sẻ cho em Hương đi các bác. Hyundai Avante đời 2014 em đang Hương đang bán là 279 triệu. 279 triệu cho chiếc xe Hyundai Avante đời 2014, biển 34, bánh đậu xanh. Nước sơn thì màu đen đẹp, lên là cho em là đèn halogen, có dải đèn led này. Bộ mâm duy nhất bên em đang sở hữu là của chiếc xe Avante này, rất là chất luôn. Xin nhan trên gương, 279 triệu, khóa cửa rồi. Màn hình cũng có luôn các bác nhé. 7 chỗ ngồi, không chỉ những có máy dầu là Isuzu mà em còn có Kia Rondo. Kia Rondo máy dầu 7 chỗ ngồi đời 2014, em Hương đang bán là 468 triệu. 4 mắt cảm biến va chạm phía sau, bô líp thể thao đầy đủ cho em. Líp bô thể thao lắp bô đôi nhá. Gương kính thì auto tự động cho em. Tổ hợp phím bấm trên vô lăng, em này thì option nhiều lắm, đề lỗ thông minh. Kia Rondo máy dầu 468 triệu, động cơ 1.7, không phải là 2 chấm đâu mà là 1.7 thôi. Địa chỉ bên em là 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương.
các bác vào gõ Google trường Đại học Hải Dương thì em nằm bên cạnh trường Đại học Hải Dương luôn. Và số hotline của em 0354602790. Chào bác Đào Xuân này, chào bác Quân Đình này. Quân Đình, Kia Rondo 7 chỗ ngồi em Hương đang bán là bao nhiêu? 468 triệu. Một chiếc xe CDX bản ga tay tự động màu xanh đẹp, hôm nay mới về nhưng mà chưa rửa ráy dọn dẹp gì, trông xấu gái lắm, tí nó phải rửa dọn đi mới lên sóng được. Xe Ghetto đời 2009 bản nhập khẩu đây. Ghetto nhập khẩu thân vỏ chắc chắn 158 triệu đời 2009. Còn 150 triệu số sàn biển Hà Nội. Bác nào mà đang cầm tiền 150 mà muốn mua biển thủ đô thì có này. 158 còn 150. Mercedes C240 đời 2004 là 199 triệu, chưa đến 200 triệu đâu. Biển thủ đô Hà Nội, xe Mercedes có 200 triệu thôi. Bên đây thì em có một chiếc Accent màu đỏ này, Accent full bảng màu, đen, đỏ, bạc và trắng em đều có nhé. Accent đời 2018 số tự động, động cơ trang bị 1.4, em Hương đang bán là 475 triệu. Các bác nhìn Accent này, đèn bi sắt lông, có dải đèn LED, biển 90 nhé. Accent này, siêu đẹp luôn. Xin nhan trên gương đầy đủ, nước sơn màu đỏ đẹp. Accent đây ạ, đầy đủ cho em option rồi, số tự động 475 triệu đây. Accent màu đen đây ạ. Accent màu đen này thì chỉ có 295 triệu thôi. Nếu như muốn đi Accent thì 2012 đây ạ. Đời 2012 số sàn 1.4 nhập khẩu, số sàn 295 triệu, biển 34 bánh đậu xanh. Em tin chắc rằng chiếc Accent màu đen này sẽ là bay nhanh nhất trong dòng những dòng Accent đang có ạ. Vì sao? Tầm tiền trên 200. Lước sơn màu đen, nhập khẩu lại màu đen, bốn mắt cảm biến cam lùi đầy đủ. Accent màu đen của em 2012 295 triệu. Còn một dàn xe bên đây nữa là em chưa báo giá nữa. Úi dồi ôi, tí ngã. Chào anh Hà Tùng này, chào bác Phạm Hạnh, chào bác Lộc Phát. Nghe bác Lộc Phát đã yêu rồi. Bên đây thì em còn có một siêu phẩm Kia, một chiếc xe Kia Cerato Coupe được sản xuất năm 2009 nhập khẩu này, biển 34. Em này là thuộc hạng phân khúc thể thao, hai cánh cửa số tự động đẹp, em Hương đang bán là 335 triệu. Lên đèn đổ thông minh, đèn bi sa lông đầy đủ, gương kính cụp chỉnh auto nhá. Kia Cerato Coupe 335 triệu. Các bác cứ nghĩ là xe thể thao hai cánh cửa trong phim, trong YouTube họ đóng là phải rơi vào tiền tỷ. Nhưng bên em Hương chỉ có 335 triệu thôi. Cửa lóc đầy đủ, sấy sưởi ghế luôn, màn hình giải trí đầy đủ cho em, không thiếu một cái gì. 335 triệu, xe thể thao màu đỏ này. 445 triệu, xe thể thao màu trắng. Một em siêu phẩm Galaxy, dành riêng cho những bác nào mà đang yêu mà gặp bố vợ, mẹ vợ không đồng ý, không cho lấy. Đi Galaxy đến cho em, lẹt bô trước cổng nhà bố vợ cho em, cứ 12 giờ trưa. Hay là ông bà đang phơi thóc, các bác đi xa đến lẹt bô, ầm 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 cổng lên là phải cả con gái thôi. Hỗ trợ gãy số thể thao chân vô lăng, ga tay tự động Blue Control, đề đổ thông minh, bô thì bô on off, màn hình giải trí rồi. Mở cái cửa kính này ra xuống bố vợ là muốn gả con gái chưa? Kính không viền, hai cánh cửa, bốn chỗ ngồi, Galaxy đây ạ. Một siêu phẩm, dố cái gì đây, bộ công an đây. Đây, xe này các bác này. Xe của bác nào bộ công an không biết là đi bắt cái gì mà lại bộ công an đây. 445 triệu hỗ trợ gãy số thể thao chân vô lăng cho siêu phẩm Galaxy, hai cánh cửa thể thao, bốn chỗ ngồi, lên bô om ọp. Đầy đủ cho em này, phanh ABS này, bộ mâm rất là chất nhá. Cánh gió thể thao. Chào bác Sơn Minh, chào bác Lam Nguyễn, chào bác Huy Quyết này, chào bác Côn Sơn, chào bác Tuấn Hoàng, chào anh Trấn Thành. Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em Lê Hương nào. Mercedes 250 còn có màu đỏ các bác này. Mercedes 250 có màu đỏ xinh chưa? Đấy, nhưng bỏ qua đi. Sang bên đây luôn. Một chiếc xe Mazda 3 form dáng mới đời 2017. Em này thì có phanh tay điện tử này, hai chế độ lái này, cửa lóc đầy đủ cho em, giá tam hoa 555 triệu. Trong buổi báo giá ngày hôm nay vẫn hoan hỉ bao rút hồ sơ, lộc lá thêm cho mình. Mazda 3 màu đỏ form dáng mới, phanh tay điện tử, hai chế độ lái thường và chế độ lái sport thể thao. Hơn 500 triệu nhá, 555 triệu. Động cơ là 1.5, lên cửa lóc rồi, phanh ABS đầy đủ, một dàn mâm mới. Bao trách hãng toàn quốc cho mình. Xe đẹp không một góc chết, không một điểm trừ.
Mazda đây các bác nhìn này, bên trong hệ thống này, màn hình giải trí, đề lỗ thông minh, hỗ trợ gảy số thể thao trên vô lăng đầy đủ cho em, tổ hợp phím bấm trên vô lăng. Mazda 555 triệu là hai chế độ lái nhé. Chào bác Nguyễn Hữu Lâm, chào bác Huy Quyết, chào bác Nguyễn Thành Lâm. Đừng quên những lượt chia sẻ cho em Hương ạ. Thỉnh thoảng phải nhắc không các bác quên, không chia sẻ cho em một tí nào, để em cứ nói một mình hơi buồn. 50 khách hàng đang xem còn lại của em thì chia sẻ cho em nhé. Innova nước sơn màu vàng cát này, Innova này, đời 2010 bản G, em Hương đang bán là 268 triệu, động cơ 2.0, số sàn Innova bản G đây. Các bác quan tâm Innova thì bên em rất là nhiều luôn. Bây giờ là mùa du lịch rồi, các bác mua xe Innova về, gia đình đi cũng ok, mà dịch vụ cũng rất là tốt nhá. Innova thì có lửa này, đời 2006, máy số zin 225 triệu, biển 20, nước sơn màu đen đẹp, máy số zin xe gia đình sử dụng, đời 2006, bên ngoài là màu đen, bên trong nội thất bên trong thì sạch sẽ, gọn gàng, thơm phung phức luôn. Màn hình giải trí có rồi. Các bác nhìn một chiếc xe Innova đời 2006 mà bác chủ cũ giữ được chiếc xe này, quá là chất đúng không ạ? Máy số zin nhá, chào bác Đoạn Phạm, chào bác Thắng Nguyễn, chào bác Hồng Trình. Chia sẻ cho em Hương lên nào. CDX em có màu xanh, màu đen và màu bạc. Thì đây là chiếc xe CDX màu xanh em Hương đang bán là 248 triệu. 248 triệu cho chiếc xe CDX đời 2009 bản nhập khẩu. Động cơ 1.6, đề lỗ thông minh, cửa lóc đầy đủ cho em. Phanh ABS, la răng này 5 chấu nhá. CDX nhập khẩu đây ạ, ghế da 2 màu, cửa tiền trên 200 thì đi CDX cho em đi. Chỉ có hơn 200 triệu thôi. Đề lỗ có, cửa lóc có, 248 triệu. Còn nếu như quan tâm về 7 chỗ ngồi thì em còn có Captiva, 215 triệu, đời 2007, số sàn Captiva, 7 chỗ ngồi to đùng mật vã này. Bên đây cũng có Captiva này. Em này em màu là bạc, à màu gì nhỉ? Màu đồng này cũng là số sàn biển Vĩnh Phúc. 200 triệu cho chiếc Captiva đời 2007 nhá. Đây là số sàn rồi. Còn chiếc Captiva bên đây là số tự động, 228 triệu cũng là 7 chỗ ngồi, biển 15 Hải Phòng. 228 triệu có Captiva số tự động đi, 7 chỗ này. Số tự động 228, 7 chỗ, số sàn 200 triệu. Hỗ trợ cho em đầy đủ cam hành trình, cam lùi, trơn trượt, đổ đèo đầy đủ luôn các bác nhé. Đèn là đèn bi nhé, không phải đèn halogen đâu ạ. Biển thủ đô Hà Nội với cái logo của nhà Mazda này. Một chiếc Mazda 2 đời 2012, 298 triệu, động cơ 1.5. Và em này là số tự động đẹp đây. Mazda 2 có, Mazda 3 có, form dáng nào em cũng có luôn. 298 triệu, màn hình giải trí này, số tự động đẹp, ghế da là lên ghế da hình quả chám rồi, rất là chất luôn. Kia Forte này, Kia Cerato Coupe này, Gelesis này, thể thao này, Kia Cerato nữa đây, toàn dòng xe thể thao thôi. Chào bác Trình Lê, bác Huyền Tuấn, bác Nguyễn Lịch, chào anh Vinh Ngô này. Kia Cerato đời 2017, nước sơn màu trắng đẹp, biển thủ đô Hà Nội, bốn mắt cảm biến va chạm phía trước, xi nhan trên gương, cửa lóc đầy đủ, 488 triệu cho chiếc xe Kia Forte, Kia Cerato. Cháy hàng bao nhiêu ngày thế này em mới về đây. Màn hình giải trí, số tự động, tắt bật cảm biến cho em. Ga tay tự động Cruise Control, tăng giảm âm lượng khẩu lệnh nghe gọi này. Em này order chuẩn là 6 bạn 6 nhé. Nói không mới chạy lại order nhé các bác nhé. Order của em nó là 6 bạn 6 này. Hỗ trợ gảy số thể thao trên vô lăng, cửa lóc đầy đủ, 488 triệu cho chiếc xe Kia Forte. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Kia Rio nữa, cũng là số tự động. Kia thì có, Kia Rio thì có màu trắng này, số sàn và tự động. Em này biển 23 là số tự động, còn em biển 30 là số sàn nhé. Em Kia Rio này máy số zin và lên full đồ rồi. Đời 2015 nhập khẩu, động cơ là 1.4. Em Hương đang bán là 390 triệu. Captiva một chủ từ mới, 7 chỗ ngồi, số tự động đời 2007 này, 225 triệu. Chào bác Nguyễn Liễu, bác Hồ Tuân, chia sẻ lên các bác ơi, 50 khách hàng rồi. 50 khách hàng còn lại trong buổi báo giá ngày hôm nay, cùng em Hương đi hết buổi livestream này. Bên đây thì có Morning đời 2004, đăng ký là 2006, động cơ 1.0. Em này là cửa tiền 160 triệu, muốn đi số tự động thì có đây. 160 triệu, biển thủ đô Hà Nội 4 số nhá, zin đẹp toàn xe luôn. 160 triệu Kia Morning, số tự động là màu xanh ạ. 5 chỗ ngồi gầm cao thì em còn có CRV, CRV 5 chỗ ngồi gầm cao đời 2009 này,
408 triệu, còn 400 triệu cửa lóc đầy đủ CRV. Rất hiếm khi dòng Honda CRV mà giữ được máy số zin. Thì em này là máy số zin nhá. Chào bác Văn Mạnh này. Chevrolet Aveo đời 2017, số sàn động cơ 1.4. Em Hương bán 245 triệu, bao rút hồ sơ. Vẫn lộc lá thêm các bác xem xe trực tiếp với địa chỉ 51 Thanh Xá, Lên Hồng, thành phố Hải Dương. Và nhấc xong chưa xong ấy. Tại gì nữa? Đại đăng kiểm mà. À vâng. Bên đây thì có một em Corona Antis nồi đồng cối đá này. Corona Antis đời 2010, số tự động, em Hương đang bán là 395 triệu. Trong buổi báo giá ngày hôm nay còn 385 triệu, bớt luôn 10 triệu trên livestream cho bác nào quan tâm nhé. Nhấc máy lên và alo cho em Lê Hương 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn này. Corona Antis đây ạ, 395 còn 385, lồi đồng cối đá phá không hỏng. Bên đây thì còn có một em i30 bản Crown cao cấp, bản nhập khẩu đời 2009, 308 triệu còn 300 triệu trên livestream. Bớt luôn lắng như thế này. Bớt luôn còn 300 triệu nhá. Màn hình giải trí này, tổ hợp phím bấm trên vô lăng rồi. Điều hòa auto, màn hình là ZTEC nhá. Nhập khẩu cho em, sấy sưởi kính có, sấy sưởi ghế có, đầy đủ luôn. Cửa lóc anh về. Xong rồi đấy anh. Một tuần cứ phải hai lần anh ạ. Cửa lóc đầy đủ cho em đây ạ. Còn xe nào chưa báo không ạ? Rất là nhiều dòng xe luôn. 55 khách hàng rồi, vẫn còn đang theo dõi cùng em Hương. Cảm ơn các bác nhé. Chào bác Công Thắm ca xưa, ca cưa xăng. Thật tên em khó ngọc quá. Đây, CDX đời 2010, đăng ký 2011, bản nhập khẩu, biển 99, nước sơn màu đen. Nhập khẩu, số tự động, cửa lóc, chỉ đi CDX thôi. Cửa lóc đầy đủ nhá, 255 triệu, động cơ 1.6 đời 2011. Màn hình giải trí, đề lỗ thông minh đầy đủ cho em. CDX đây ạ, đài lỗ thông minh, màn hình giải trí đầy đủ cho em nhé. Cửa lóc nhập khẩu chỉ có thể là CDX thôi. Hơn 200 triệu đi xe, số tự động nhập khẩu rất là ok luôn. Bác thư ký nhà mình check cho em xin hóp nước. Ác quá ơi, khát nước quá. Nói xả xã ra và quên tiếp nước rồi. Kia Rio đây ạ, siêu phẩm Kia Rio trắng có rồi. Đây là một cái màu xanh cửu long, phù hợp cho những bác nào mà tuổi hợp với màu xanh nhá. Thì em này sẽ là màu xanh. Kia Rio số tự động đời 2015, cũng là bản nhập Hàn nguyên chiếc. Động cơ 1.6 em Hương đang bán là 390 triệu. 390 triệu có ga tay tự động, tổ hợp phím bấm trên vô lăng đầy đủ cho em. Có Kia Rio rồi. Chào bác Hà Nguyễn này, lắng như thế này thì bác Hà Nguyễn lắp điều hòa cứ gọi là tơi luôn đúng không ạ? Lắng như thế này em Hương bán ô tô đã tơi rồi thì bác lắp điều hòa là quá tơi đúng không? Chào bác Hải Yến, chào bác Nguyễn Tiến Giang. Nếu như mà với cửa tiền vài chục triệu thì có Spark nhá. Spark 5 chỗ ngồi 85 triệu, nước sơn màu xanh cốm này. Hyundai Eon đời 2013 169 triệu. Các bác đừng cười khi mà em tháo cái mắt này ra. Cái mắt bên này nó hơi bị mờ. Không phải là ngập nước mà nhìn nó không được trong trong ấy. Em cho đánh bóng lại cho nó đẹp thôi. Nên nhìn nó hơi buồn cười. Eon đời 2013 169 triệu này. Spark nữa đây. Ôi ra lắng rồi. Một em Spark Van đăng ký 2 chỗ ngồi, 152 triệu số tự động. Chevrolet Cruze 258 triệu. Em Cruze này biển 34 bánh đậu xanh này. 258 triệu đời 2012, nước sơn màu trắng đẹp. À em còn có một em Genta nữa nha các bác nhé. Một em Genta phản sedan 2 đầu 136 triệu. Em này cắt lỗ luôn 136 còn 120 triệu trên livestream. Rất là xinh gái nhưng không hiểu sao Genta 136 này còn 120, bớt luôn 16 triệu đồng trên livestream cho em Genta nhé. Chắc khả năng em sẽ nghỉ thôi. Bán tải này, Isuzu D-Max này 535 triệu thôi em sẽ nghỉ đây. Không, 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 tiếp cho hấp nước, khát khát nữa. Ôi dồi, các bạn ơi, 53 khách hàng còn lại cùng em Hương, em sẽ phép được bỏ cái ô ra. Một tay cầm ô, một tay cầm gậy, gãy tay luôn. Vừa rồi thì em Hương đã báo giá rất là nhiều những dòng xe đang được chào bán bên em Lê Hương ô tô Hải Dương. Từ những dòng xe vừa giá chỉ có bao nhiêu nhỉ? 85 triệu, 75 triệu có ô tô đi rồi. Hơn 100 triệu cũng có bản sedan 2 đầu đi. 5 chỗ ngồi gầm cao bán tải này. Và nhiều nhất vẫn là Innova, Vios i10, Kia Morning. Rất là nhiều dòng xe luôn. 60 khách hàng đang xem buổi báo giá của em. Nếu như bác nào quan tâm về mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em.
kết nối Zalo 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn ạ. Ôi ôi. Em xin miếng nước đã. Chào bác Phan Thủy, chào bác Nguyễn Hòa này. Chào ô, không có mồ hôi. Chào bác Minh Quân nhé, chào bác Hà Nga này. Cảm ơn tất cả khách hàng đã cùng em Lê Hương đi hết buổi báo giá ngày hôm nay. Những bác nào mà quan tâm mẫu xe nào mà cũng như để số điện thoại rồi thì một chút nữa em sẽ xuống và em liên hệ qua Zalo hoặc gọi để tư vấn cho mình. Ôi trời ơi, vừa like thì không hàn tiếng, giờ đứng lại mất tiếng rồi. Còn bây giờ thì em xin phép được dừng buổi báo giá livestream ở đây. Ngày mai thì em sẽ lại lên buổi báo giá livestream trực tiếp vào ngày mai 11:30 ngày mai thì em sẽ lên báo giá nhé. Khách hàng nào mà cứ quan tâm mẫu xe nào hoặc gia đình nhà mình có các bạn bè hay là anh chị em nào quan tâm về mẫu xe nào thì cứ alo cho em Lê Hương 0354602790. Giá cả thì em không dám cam kết là sẽ rẻ nhất thị trường, nhưng chất lượng sẽ là nhất thị trường luôn ạ. Cảm ơn anh Nguyễn Thắng này, anh Thắng vào muộn quá nhá. Số hotline em đã ghi ở đây rồi, 0354602790. Địa chỉ bên em là 51 Thanh Xá, Nên Hồng, thành phố Hải Dương. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng vào ngày mai. Chiều nay thì em sẽ lên phá sóng những mẫu xe mới về như Innova và những dòng xe thể thao. Hẹn gặp lại khách hàng vào ngày mai nhé. Chúc khách hàng có một ngày cuối tuần làm việc thật là hiệu quả, cũng như là có một ngày nghỉ bên gia đình hạnh phúc nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.